Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công cụ Array trong phần mềm Formit. Khi các bạn muốn copy hàng loạt một đối tượng theo nhiều phương chiều, thì sử dụng công cụ Array là một cách hữu hiệu để các bạn làm điều này. Khi để sử dụng lệnh Array, đầu tiên các bạn hãy quét chuột chọn toàn bộ đối tượng cho mình. Sau đấy các bạn có thể kích chuột phải và các bạn sẽ thấy chúng ta có công cụ Array đây. Lệnh tắt của nó là AR. Đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm đến cái việc các bạn sẽ array theo đường thẳng hay là theo góc, tức là linear hay radial. Ở đây chúng ta cũng làm quen với công cụ linear trước. Tiếp theo các bạn sẽ thấy chúng ta có hai chế độ array, một là total length, hai là length begin to point. Total length này nó sẽ cho phép các bạn là array các số lượng đối tượng được chia đều theo tổng độ dài mà các bạn sẽ xác định. Cái này thì tí nữa mình sẽ làm, các bạn sẽ thấy rất là dễ dàng thôi. Ở đây chế độ Group X Solid Gen Array thì tạm thời mình bỏ chọn cái đã. Và ở đây chúng ta có thể thiết lập số đối tượng Array. Ví dụ như đây mình cho 6 đối tượng. Mình kích vào OK. Sau đấy mình sẽ kích vào một điểm mốc trên khối đối tượng của chúng ta và mình kéo ra. Thì các bạn sẽ thấy rằng cái khoảng cách 10m hay là 20m, ở đây mình sẽ cho là 15m chẳng hạn, thì cái khối lượng số lượng 15m này nó sẽ được chia đều cho tất cả các đối tượng của chúng ta. Nên nó sẽ lấy cái đối tượng đầu tiên đến đối tượng cuối cùng và chia đều ra. Thì đấy chính là cái chế độ total length. Mình sẽ kích chuột. Và các bạn sẽ thấy chúng ta đã array được hàng loạt đối tượng như thế này. Và các đối tượng thì là riêng rẽ. Các bạn sẽ thấy đây. Chế độ thứ hai mà mình muốn nói với các bạn là chúng ta sẽ array theo chế độ two point midwin. Mình sẽ kích chuột chọn Array. Nãy chúng ta chọn Total Length rồi, bây giờ mình sẽ chọn Length Between Two Points. Và đây mình chọn chế độ Grid X Solid Gen Array. Và số lượng cũng là 6. Mình kích vào OK. Mình sẽ chọn một điểm mốc và mình đưa lên như thế này. Thì các bạn sẽ thấy rằng bây giờ thay vì chia đều theo một độ dài nhất định thì chúng ta sẽ xác định từ đối tượng đầu tiên đến đối tượng thứ hai. Đấy, các bạn sẽ thấy đây, khoảng cách 2.47m chính là cái điểm mốc từ đối tượng đầu tiên đến đối tượng thứ hai. Và mình có thể kích chuột ở đây. Thì các bạn thấy rằng nãy chúng ta chọn chế độ là Group XAZ. Thì ở đây các bạn sẽ thấy từ đầu những cái đối tượng là những cái miếng mặt phẳng như này. Thì bây giờ cái khối của đối tượng của chúng ta đã được group lại. Và các bạn sẽ thấy khi chúng ta thay đổi một khối, tất cả các khối còn lại nó sẽ được thay đổi. Đấy, các bạn sẽ thấy rất là thông minh như thế này chẳng hạn. Đấy. Cái này có thể các bạn sử dụng trong công việc tạo hình, hoặc đơn giản hơn các bạn có thể vẽ cầu thang. À, các bạn sẽ thấy. Thì đấy là hai chế độ Array đơn thẳng mà mình đã giới thiệu cho các bạn. Tiếp theo, đôi khi các bạn sẽ cần Array theo là hình của góc độ cung tròn chẳng hạn. Ở đây mình đã tạo ra sẵn một cái đường tròn với tâm ở đây. Mình có một cái đối tượng ở đây. Mình sẽ chọn đối tượng này, mình kích chuột phải và mình chọn Array. Bây giờ mình sẽ chọn chế độ Radial để có thể Array theo góc. Ở đây mình vẫn chọn là 6 đối tượng chẳng hạn. Và mình quay về chế độ Total Length, tức là tổng số góc sẽ chia đều cho 6 đối tượng này. Mình kích vào OK. Mình sẽ chọn tâm Array ở đây chẳng hạn. Và mình có thể là thay đổi cái góc độ Array mà các bạn, phương chiều mà các bạn mong muốn. Hoặc mình có thể thay đổi cái mốc bắt đầu Array về vị trí này. Bây giờ mình có thể là Array theo góc. Thì mình có thể, một là mình kéo con chuột này, hai là mình có thể nhập độ góc ở đây. Thì nãy là mình chọn chế độ Total Length, tức là tổng số góc sẽ chia đều cho số đối tượng. Thì đây mình chọn là 180 độ chẳng hạn. Mình OK. Thì các bạn thấy rằng 180 độ này nó sẽ chia đều cho tất cả các đối tượng của chúng ta. Đấy, các bạn sẽ thấy. Đây là chế độ đầu tiên. Chế độ thứ hai tương tự là chế độ Length Between Two Points. Mình sẽ OK. Mình cũng chọn tâm ở đây chẳng hạn. Mình cũng đưa cái này nó về đây để cho chúng ta dễ dàng cắt chỉnh. Nãy là mình chọn chế độ Total Length, bây giờ chúng ta sẽ cùng Length Between Two Points. Mình sẽ cho giữa hai đối tượng liên tiếp nó sẽ có một góc là 30 độ chẳng hạn. Mình OK. Đấy, thì các bạn sẽ thấy chúng ta cũng sẽ array được, và khoảng cách giữa góc giữa các đối tượng sẽ là 30 độ như thế này.
Thì công cụ Array là một trong những công cụ rất là hữu hiệu để các bạn có thể sử dụng để thiết kế công trình của chúng ta một cách nhanh gọn thay vì copy. Đấy. Bây giờ xu hướng các bạn sẽ thấy là xu hướng chúng ta sử dụng những khối được giải đều và sắp xếp trên những cái diện mặt đứng rất là nhiều. Thì đây chính là một trong những công cụ giúp các bạn làm điều đấy trong thiết kế ý tưởng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.